Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ bá đạo người nha. Xin chào tất cả anh em của game kho báu truyền thuyết nha, là mình đây, từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video trước và video cho anh em xem video về hôm nay sai hay đăng kênh cũng phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật code dùng chung mới nhất anh em, và sau đó thì sẽ cùng nhau đi vui chơi sự kiện các kiểu anh em. Rồi. Nhận qua quà đó là các bạn. Thế nào, từ mẫu cái nạp nào làm gì, tiền đâu nào cũng là anh em. Hốt quà VIP 10. Cho đẹp tuần mua nào. Rồi. Treo máy nhận quà. Nhận. Ok. Nhận luôn. Thư có gì hot không? Cũng không có gì đặc biệt các bạn. Rồi. Con đen dùng chung mới chúng ta thì đây anh em. Ok anh em, đây là con đen dùng chung mới nhất chúng ta anh em nhé. Với con đen này anh em thu về được đây anh em. Đó, quà cáp của chúng ta đây. Ngoài ra đêm nay có thêm sự kiện mùng 8 tháng 3 với anh em tham gia chưa, nếu chưa thì cùng tôi đi tham gia luôn nhé. Trước tiên thì chúng ta đi làm qua các nhiệm vụ hàng ngày đây anh em. Đạo người ta cá. Ok, tấn công lại nữa anh em, xem này ăn được chưa. Vẫn chưa ăn được các bạn. Càn quét nào, chưa ăn được thì càn quét thôi anh em. Ok, 1, 2, rồi. Impel down, 1, 2, 3. Ok, tiếp theo tháp vô tận. Tháp vô tận. Ô, bác này từ hôm đổi. Ô, bác này không chơi nữa hay sao mà từ hôm nay đứng yên nhỉ. Ok, ok, thật sự mình không biết. Cái này từ anh em. Thì hôm nay chắc xả vé nó đấy. Hôm nay chắc tôi cũng xả vé luôn anh em. Đây nào. Ok à. Rồi, ok anh em. Tiếp theo. À, thì ra nhận chỗ này anh em. Rồi. Đúng như tôi nghĩ anh em. Nhận qua. Yo, ngon rồi anh em. Mấy hôm tích lũy lận á, 2k6 kim cương. À, mới phát nào. Xe này cũng đang có tạo ra điều gì đặc biệt không. Ok, bùng nổ kim cương nào. Ok, mỗi lần được 6 hoa thôi hả. Hơi ít các bạn. Để đi đổi sự kiện. Đổi sự kiện thì cứ từ anh em. Không có điểm qua sau. Nhớ một cái của nó anh em. 300-600 kim cương là tuyệt vời rồi. Ok kìa. Bùng nổ đi chứ. Đúng rồi, hay quá. 300 kim cương. Ok. Tiếp tục 300 nữa, ngon lành rồi, lượm quà anh em. Ok, tiếp theo vào đấu PP nè. Còn đây được rồi anh em. Ai chà, lại qua tuần mới rồi, lại qua tuần mới rồi anh em. Nên nào, nên thôi, chần chờ gì nữa các bạn. Đó, nên điểm thôi, cứ thế mà thẳng tiến thôi các bạn, nên điểm thôi chứ làm gì nữa. Ok lên nào. Bảy, tám, chín, 30, 35. Ok lên 35 đi anh em. 33, 34, 35. Rồi. Ok các bạn, tiếp theo. Buồn thế nhỉ, toàn lần nào chỉ đến tầng đấy thôi anh em. Lần nào cũng chỉ đến truyền thuyết thôi, chứ không nào qua được các bạn. Mà qua không nổ chứ mà là không qua được anh em. Em lên nào. Từ có từ làm nhiệm vụ lên đi chứ, thằng nào cũng vậy anh em. Năm phán chứ mây. Bỏ qua ngay mà có gì đâu anh em. Đó, bỏ qua ngay gì đâu anh em. 2k rồi. 2k1 rồi. 2k1. Đó, chuẩn bị đến 2k4 là qua anh em. Qua tầng mới. Tiếp tục. Đối thẳng anh em.
2k2. Rồi, được rồi. Chưa mộ miễn phí phát nào anh em. Lỗ cam luôn không? Liệu có lỗ tương cam tím thôi anh em, tím thôi, ngoài cam. Reroll. Click 40 vé à? Lại là tím anh em. Tiếp tục nào. Click 10. Ok. Túi đồ đây là anh em, túi đồ chúng ta có gì đây? Mát nào. Rồi. Mạnh, từ từ anh em, chúng ta sẽ ghé shop đi. Shop điểm anh em. Đây 10k. PVP. 6k. Xếp hạng. Không biết là còn cái đồ nó đâu nhỉ? Ghi hiệu à? Ngoài đây anh em. PVP hỗn hợp tạp. À đây 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 chỗ này anh em. Được 7 lần, 350 gỗ nữa. Chiến hàm. Tăng nhanh nào. Được của nó ngay anh em. Rồi. Hàm đội. Càn quét. Ok, càn quét nào. Cống hiến nhẹ nhàng. Rồi các bạn đựng qua. Đi nhận quà rồi anh em, giờ này chắc đi nhận quà rồi. Tầm này thì nhận rồi chứ còn gì nữa anh em. Tầm này nhận thôi chứ còn cái gì nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bàn quay nào. 88 lần. Ok, là mới phát đã quên mất anh em. Là hàng hiếm con nào. Ô kìa, form làm sao đâu hết rồi. Ô, đùa tôi à. Không ra tướng 5 sao luôn ạ. À. Ô kìa. Nuốt kim cương mình à. Rồi, có rút cái anh em kìa. Thế thôi, cần nhiều các bạn. Đừng rút là ngon rồi. Đừng rút là coi như cũng nở rồi các bạn. Chưa được anh em. Tất cả chỉ còn 2 lượt quay nữa liệu có được hay không đây. Ô kìa, cố lên nào. Cũng không được các bạn. Cú thế nhà. Vòng quay đây thì được 7 cái thôi anh em. Cái này quay cho nó vui thôi. Nhận quà, nhận quà. Ok. Rồi. Quán rượu, chiêu mộ thể lực. Dù không muốn lắm nhưng mà vẫn phải chiêu chưa đây. Vũ giả đi anh em. Bên này con nào. Nó tạo ra kỳ tích gì không? Không các bạn. 42 lần. Rút luôn đi. Xả vé luôn anh em. Ok, ai đây? 10 đầu tiên. Cam. Đúng rồi, hay quá. Phải ra cam chứ không cam thì buồn lắm. Không ra tướng cam. Ui, nó ngay đâu luôn là gáp. Ngon. Anh không phải quân gáp các bạn. Tiếp nào. X2, X2 đây. X2 không? Không gọi X1 thôi. Tiếp tục. Ô kìa, tím à. Quậy 4 tím lận các bạn. Tím như 4 cháu lận nha, cũng được. Nhưng mà không khoái các bạn. 10 nào. Cam, hay quá. Tuyệt vời luôn anh em. Hai đây, rốp. Tiếp tục, phanh kỳ. Uầy. Ua. Tím nhiều nhờ. Quậy bút ghi luôn anh em, 4 cháu luôn ạ. Bạn Akilu. À, chơi chơi luôn anh em, phát cuối nào. Tím ạ, à, phát cuối này, tím anh em, buồn thế. Túi đồ anh em, bạn nào ngẫu nhiên. Mãnh. Thất Vũ Hải, ôi trời ơi. À đây. Toàn Corona anh em. Buồn thế nhờ, toàn Corodai các bạn, nhiệm vụ lại hoàn thành nữa, ngon lành. Ok, muốn bung tướng mà nghe chừng bung cũng khó anh em. Ok, nói chung thì video này cũng cập nhật qua, à quên còn sự kiện nữa anh em, quên vào phần sự kiện các bạn, đây. Đây anh em, đổi đây,
đây có độ nên anh em này, các bạn ơi tranh thủ kiếm để độ anh em, đặc biệt là độ chúa hay buggy anh em. Ô oh, form lên 6 sao này. Ủa cái bông này kiếm đâu ta ta? À, vực sự kiện mùng 8 tháng 3 anh em, rồi rồi phải đi săn gọn nhá. Ok, nói chung thì chúng ta cố gắng săn anh em. Nó săn nhà thì từ từ tôi thì hơn anh em sau. Đã video này kết thúc thôi nha. Cảm ơn mọi người tiếp theo. Cảm ơn bạn dõi video kênh Tự Tử đã bá đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye.